nhà anh lâu rồi. Rồi sao mà, tại vì sao mà sao con ghiền xăng dữ vậy? Tại vì cái ghiền, người ta em tặng người ta bán nhiều quá nha ghiền. Sao chú không hiểu? Người ta bán hả? Người ta bán à, người mua về rồi. Rồi sao nhiều, cũng có nhiều thứ người ta bán cho con mua, con uống, con ăn mà con đi mua xăng. Hả? Dạ, mua xăng à, dạ. Được nhiều. Một ngày con uống bao nhiêu lần, con nói chú nghe thử coi. Dạ, ngày 4 lít. Gì? Dạ, mến chào quý cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Dạ, thưa cô chú anh chị các bạn, thì hiện giờ đó là ngôi nhà của cậu bé ở dòng Ghiền Kiên Giang. Hôm nay Nghĩa được một người bạn giới thiệu đến đây và Nghĩa sẽ ghi lại những cái video, thước video về cậu bé hàng ngày uống xăng. Tại sao cậu bé lại uống xăng? Tại sao cậu bé không uống cái đường loại thức uống khác? Một câu chuyện rất thú vị và rất là lạ, thưa cô chú anh chị các bạn. Còn nội dung như thế nào, Nghĩa kính mời quý cô chú anh chị các bạn cùng Nghĩa tiếp tục ngày hôm nay để cô chú anh chị cùng Nghĩa khám phá xem tại sao cậu bé lại uống xăng hàng ngày và liệu rằng cậu ấy có như thế nào hay không ạ? Dạ, mời quý cô chú anh chị các bạn cùng Nghĩa tiếp tục video ạ. Là lúc mà cái người nhà phát hiện mất chai xăng á, là lúc đó là mới biết đứa bé biết là nó uống. Dạ. Như bên cô về mắt vậy nè, mới biết là nó uống. Rồi có người thấy hay sao? Thấy. Giờ đang uống xăng, bả nó kêu qua đi, nó đang cắp xăng cô mới la đây nè. Ăn cắp xăng vô. Đem xăng vô uống mới la mày đi đâu vậy nhàn. Nó nói nào qua bên nhậu Út mới đổ xăng, nó chạy mẹ nó mới la cái sọt nè. Chừng để cho cái chai kia uống nhiều không cô? Cái nhiều, cái ít nhiều đó là cô không có gành. Dạ. Mà nó uống xăng. Lạ vậy á. Mà sau bây giờ nó gầy quá con ơi. Uống nhiều mà. Do cái xăng là cái chất đó. Dạ, nó nóng mình đây mình hút đây nè một chút mà còn ăn cơm không ngon nó còn sặc đây nè. Mà bây giờ sao mình uống xăng nó rất là kỳ lạ luôn á. Vậy la nhàn ơi con đừng uống này đi con chết à. Nó mẹ nó quánh dữ lắm luôn. Quánh không. Giống giống như bị nghiện rồi ha. Nghiện như là có gì xà ke vậy đó. Không có là nó chịu không nổi đi ăn cắp. Trời đất ơi. Mới ăn cắp cái sọ cô mới la nè. Cái câu chuyện là xưa giờ nếu mà uống xăng á thì chỉ có mấy người mà người ta làm lúa làm này kia nọ. Làm lúa như mà hút cô cũng bị hút nào rồi nó sặc rồi đó thì có cái này sao nó uống xăng ngủ à. Mà uống nhiều là phải bị nghiện đúng không? Dạ, chắc nghiện quá. Con kêu nó qua coi. Uống nhòm bển. Mà cô là sao với lại đứa bé đó? Cô là gì? Gì? Con mẹ nó với cô là bà con cô cậu ruột. Dạ. Tại vì ông già thứ hai rồi mẹ của cái thằng đó là người cô thứ 8. Dạ. Mà đến ngay mẹ nó cũng không có được bình thường. Ồ vậy đó con. Dạ không có được bình thường. Bị sao cô nghe? Không được bình thường như là không có được khôn khéo người ta vậy đó con. Giống như cũng quê cũng thờ thờ vậy đó. Rồi con này nói gì nó không có nghe lời. Rồi cũng không bực tỉnh nữa. Mấy anh chị em bé đó được mấy anh chị em cô hen? Nó ba người, bốn đứa mà đứa gái mắc cười còn lại ba đứa. Dạ. Trai không à? Dạ. Mà ở nhà là cứ cấm càng cấm bé, cái bé đi sẽ đi ăn cắp. Ăn cắp người ta là sợ xóm gì ai bỏ cái xăng ở đâu thì nó lấy vậy đó. Dạ. Nó đi ăn cắp, mới ăn cắp cái sổ cô mới la đây. Rồi vậy là vòng vòng khu vực đây xăng ra bỏ quản kỹ lắm nha. Bỏ kỹ lắm, vô nhà khi nó mở cửa nó vô lấy nữa. Rồi la để chạy đi, nó ngay cái lặt vặt đó là cái vụ như là quan trọng lớn là không có. Dạ. Chỉ là giống như bé đó, nó uống xăng nó thích nghi được cái xăng rồi. Đúng rồi, giờ nó nguyện rồi, nó ghiền rồi đó. Dạ. Không có là nó chịu không nổi. Không có là chịu không nổi nên đành nó đi ăn cắp. Đi ăn cắp là uống ở đâu mà đi đâu gặp xuồng á thì nó lại nó ghê cái nó mở cái máy ra đó, cái vỏ máy ra lấy xăng này nó lấy cái ống hút mình đó. Cái hút vô miệng rồi mới nhả vô cái chai. Trời ơi. Nó ghê tới cỡ đó đó. Lạ dữ. Vậy mới nói đó. Ở đây ai cũng biết hết trơn á. Lâu rồi.
Rồi sao mà tại vì sao mà sao con ghiền xăng dữ vậy? Tại vì cái ghiền hay người ta bán nhiều quá nha ghiền. Sao chú không hiểu? Người ta bán hả? Người ta bán rồi mua nó về rồi. Rồi sao nhiều cũng có nhiều thứ người ta bán cho con mua con uống con ăn mà con đi mua xăng? Hả? Dạ mua xăng à dạ. được nhiều. Một ngày con uống bao nhiêu lần, con nói chú nghe thử coi. Dạ ngày 4 lít. Gì? Con nội mày. Một ngày con uống bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần con nói chú nghe coi. Lít. Lít hả? Ừ. Rồi con thấy trong cơ thể con có sao không? Dạ không. Cũng bình thường vậy đó hả? Ăn cơm bằng chén. Rồi cơ xăng ở đâu mà con uống? Dạ xăng hả, không có thì đi kiếm. Đi kiếm hả? Của người ta đi kiếm về con chợ của ông Điền, con đi đâu ở một đồng ruộng ở đây nè. Rồi giờ lấy xăng của ông Điền. Xăng của người ta bỏ rồi đó, rồi ruộng rồi con ra con lấy con uống hả? Không, ông cho con. Ông cho hả? Ôi sao ông dám cho con, ông biết con uống xăng không? Ông cho hỏi ông đó là ông điên cơ à. ông ở nhà là ông tự cho con luôn phải không? Dạ. Bây giờ con không có xăng con chịu nổi không? Ví dụ ngày không cho con cầm cái canh xăng con chịu nổi không? Dạ. Một ngày mà con không uống xăng đó con chịu nổi không? Không. Rồi cũng phải đi kiếm chỗ này chỗ kia có được xăng mới uống. Đây đang uống. Mà trước giờ có ngày nào con không uống xăng không? Hả? Có ngày nào mà con đã từng chưa uống xăng không? Có. Dạ. Hình như là bé này mắc phải một cái căn bệnh gì đó anh Bình. Cái chuyện này bụi nè, người sừng đất á. Cái bé này. Con tên gì nè, con nói chú nghe. Con tên Nhàn. Con tên Nhàn. Nhàn có đi học không Nhàn? Dạ con đâu biết đi học đâu. Đó giờ nó mẹ con cho con đi học mà con không biết đi học. Con năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ con 28 tuổi. Con 28 tuổi hả? Ồ sao con lớn vậy? Sao con 28 tuổi vậy? Phải không? 28 tuổi. Phải thiệt 28 không nghe? Năm nay dạ. Con nhiêu? Con 28 tuổi hả? Dạ. Gì hả? Tôi cọp á. Tôi cọp. Tôi cọp ấy ha. Dạ. Đúng rồi. Cô à. Không biết. Không biết. Như vậy là con nói với chú là con đã uống xăng được 3 năm rồi đúng không? Dạ. Rồi hồi đó là lần đầu tiên á, con nhớ không? Cái lần đầu tiên con uống là tại sao? Dạ, hồi đó bà mua máy rồi đó, hồi giờ đã con có uống đó. Lần đầu tiên là con lấy xăng ở đâu con uống? Dạ, xăng hả? Xăng hay cái cao cấp mà con điên. Cứ hình hay là đi ăn cắp của bồng vui bán đồ đó. Rồi thấy ở dưới mái đó rồi hút luôn. Rồi chỗ nào hút chỗ nó lấy đó. Cái này giống như là bị nghiện á. Nghĩa thấy là cầm khoảng một chút thời gian là bé lại để vô cái miệng nữa. Nó thử cũng như là cái mùi này nó rất là độc hại luôn ha. Nhưng mà nó ghiền sao hả? Cái mùi xăng là thử là có thể xanh ghiền. Con khi con để cái chai xăng vô miệng con, vô mũi con có thấy cảm giác như thế nào? Dạ nhìn nó hơi im im. Hơi im im hả? Đứt đã. Ồ vậy là bị nghiện rồi. Bị nghiện xăng, bé bị nghiện xăng. Nó tối ngày nó phải cầm chai xăng vậy đó cô chú anh chị. Hoàn cảnh cũng rất là thấy thương luôn ha. Hằng ngày người con này con biết ca biết hát gì không bây giờ nè? Không à, chả biết. Con nghe chú hỏi này, chai xăng này con uống một ngày hết không? Nhiêu đây nè, con uống mấy ngày? Dạ. Nhiêu đây nè, con sử dụng mấy ngày, con xài mấy ngày? Dạ xài được ba lít. Hừng ngày vậy được nhiều được ấy. Bao nhiêu xăng đó con uống ngày này hết không? Được nhiều hơi ít ha, là vừa được nghe chưa bên đây nè. Là sao bên đó là sao? Cái chuyện nhiều bên đây là nhà ở bên đây đó nó đầy chai luôn á phải không?
ra đây chai đó. Đầy chai nhưng mà bao nhiêu đó là con uống một ngày hết không? Ừ? Nè. Ừ? Bao nhiêu đó con uống một ngày hết? Dạ. Uống một ngày hết không? Dạ hết. Có đủ không? Bao nhiêu đó thiếu không? Hay là dư? Dạ dư. Dư. Đâu con uống sao đâu con uống cho mấy chú xem. Trời uống gì ghê dữ cô chú anh chị. Thấy hương cho bé quá cô chú anh chị ơi. Đó. Cái này là cũng như là uống rồi xong rồi con nhả ra hay gì con? Dạ. Có khi nào mà con uống xăng rồi con quên ăn cơm luôn không? Dạ. Có khi nào con uống xăng mà con không ăn cơm không? Có không con? Dạ. Có ngày nào mà con uống xăng con no quá con không ăn cơm không? Dạ. Dạ có à, cũng hay no. Ăn cơm cũng ngon. Hồi trước giờ là ba mẹ có dẫn con đi trị bệnh ha, đi ông bác sĩ nào không? Chưa. Chưa hả? À, Nghĩa thấy thì bé thì cái nhận biết không bằng những đứa bé bình thường cùng trang lứa. Kiểu như là có những cái câu trả lời mà mình cũng không hiểu là bé nói gì luôn á. Đặc biệt một điều thì mỗi ngày phải uống xăng, mà không có xăng thì phải đi ra khu vực xung quanh đây để tìm những ai mà để máy với vỏ với xuồng thì bé lại bé hút ra vô cái chai bằng miệng. Rồi nhả lại vô chai. Đúng rồi. Bây giờ cái này về để dành uống. Hằng ngày là con đi đâu, con có làm gì phụ ba mẹ không? Dạ có thường thì đi lò lên trên lỗ lụm chai tiếp mẹ. Lụm chai tiếp mẹ ha. Chú thấy bên hông nhà con trai cũng nhiều đó, là con đi nhà hàng ngày là con lụm chai tiếp mẹ ha. Dạ. Con được mấy anh em? Dạ con được hai anh em rồi còn một anh em là còn một chị hai tên là tên chị Tư. Dạ té nước chết rồi. Té nước chết rồi bị té nước rồi lấy chuông chỗ bên cái chỗ bên đây nè. Dạ cô chú anh chị thì tội nghiệp bé rất là nhiều luôn á cô chú anh chị. Thì con bây giờ nếu mà chú và chú nghĩ cho con xăng này con có nghĩ uống luôn không? Con nói cho chú nghe coi. Hả? Nó không chịu đâu, nói anh Bình mới vừa cầm cái chai nó giật lại mà. Vậy hả? Đâu cho chú mượn cái chai rồi chú giấu luôn rồi nè. Nó không có cho. Nó không cho, nó không chịu rồi cô chú anh chị ơi. Có nghĩa là bây giờ bé đi rồi đó cô chú anh chị. Đó, nó hơi bơi phải không anh? Với lại bé chị rất là ốm luôn. Bé rất là ốm nhưng mà uống từ đó giờ chưa có bị cái gì luôn. Đó, nó hơi bơi rồi đó. Say xăng này ha. Say rồi. Chị biết bé uống xăng từ bao lâu rồi chị? Cả 6 năm có cậu. Cả 6 năm có rồi ha. Dạ. Là trên 6 năm rồi. Hằng ngày là bé ăn uống chế độ ăn uống cũng bình thường luôn hả chị? Uống bình thường mà cái uống hoài. Là uống hoài vậy? Rồi lắm xăng lúc đem vô mụn luôn. Chị biết bé uống xăng rồi sao chị không cản? Cản mà đâu em bính dữ lắm mà. Cái mà nó uống hoài nè. Bính sao mang tội. Bính ghét con cũng bỏ mà. Là mình cũng cản cũng này kia nhưng mà bính thì sợ mang tội thì nên là từ nghiệp con thương con mà lắm lúc em khóc mà từ nghiệp mà nó không biết từ nghiệp. Chị có muốn là bé không em cũng còn muốn bé sống mà la hoài cũng vậy vậy la hoài nó bỏ La hoài thì nó không bỏ được la, hả cô? La hoài cũng làm tới hoài cậu la chút lát cũng làm tới. Ngồi xuống đi rồi, em. Chị được mấy người con? Bốn người con rồi nào, chết qua đây nè, qua đây nè. Còn ba người là bạn này với bạn này còn ở đâu người nữa chị? Còn người trên phố đi mặn cũng khổ đi mặn hồ. Cũng khổ đi mặn hồ. Nhà chị có ruộng gì không? Không, mà mướn không em đi vớt cái chai sống. Vậy hả? Cô đi vớt cái chai nhưng mà thu nhập vậy ngày được nhiêu cô? Ngày lắm lúc bữa 70 ngàn, 40 ngàn. Là mà lâu lâu cô bán 2-3 ngày cũng được vậy trả 200. Vậy hả? 3-4 ngày cô bán cũng được 200. Nói gì là nó phơi dữ chưa cô? Phơi dữ lắm rồi. Gì hả? Nghe cầm chai rượu hóa, cầm chai xăng mà nhìn cậu cười kìa phê rồi đó. Phơi ha, nhưng mà phi nó có gượt quýnh cô gì không? Không.
không hay là... có ông này có uống rượu vô uống bánh cuốn. Chị cho em hỏi là chị đã có từng đi khám bác sĩ cho cháu nó chưa? Chưa. Chị không thử đi khám bác sĩ xem rồi nó mắc phải căn bệnh gì á? Dạ, mà anh chưa có tiền. Dạ, đường khổ, không mua gạo hàng ngày chứ có tiền. Cũng có bảo hiểm khám đi nó tốn tiền xe. Dạ. Cái nhận biết của bé là em thấy có giống như là không có bằng những cái bé chăn lứa đó chị ha. Không mà được bình thường. Rồi bé cũng không có... cũng đi ngủ bờ ngủ bụi nữa cậu coi. Không ở nhà luôn hả? Không ở nhà, đi ngủ hoài vậy đó. Đi ngủ bờ ngủ bụi hoài vậy đó. Có nghĩa là chị cũng không quản lý được bé luôn. Trời ơi, em quản lý nó năng hơi nó cũng trốn đi mất tiêu, bảo mấy cậu đừng vô rồi đi nữa. Không cho đi cũng trốn đi nè. Nãy em qua cái câu chuyện của bé thì bé có kể cho em nghe là bé cũng có đi lấy xăng của người ta uống á. Trời mà... ở đây là thường trực, ở đây hết một cả thế giới này ai không biết nó. Sư phụ đó. À, mình đi hỏi vòng vòng ở đây thì người nào cũng biết hết trơn, đúng không cô? Từ đây ra tới Công Binh ngoài. À, từ đây ra tới Chào Hòa An luôn. Hòa An luôn ha. Yeah. Là biết bé uống xăng. Dạ. Mà nó có công nhận con cậu coi nó đi hay thiệt. Mình nói với vợ này mình đi với chị còn ổng đi trên bờ thôi là có xăng uống liền à. Gì hả? Một hơi là có xăng uống liền hả? Hay đọc chiêu vậy đó mà. Nhưng mà sao cô không có cản trở lại để cho bé đừng uống nữa cô? Cô lắm lúc cô lấy cây xăng đó, cô giục bỏ nó mà. Kênh lại với cô nữa chứ. À, kênh lại nữa hả? Còn tính chơi lại nữa chứ. Dạ. Đâu bây giờ thử cô lấy cây xăng cô không cho em uống nữa. Mày lấy cây xăng á. Kìa cậu mắc cả cậu kìa. Mày lấy mày đổ bỏ nè. Đổ bỏ luôn. Đổ bỏ luôn đi cô. Rồi đó. Rồi, còn cái này là đưa chai này là của ai? Của anh ta. Của anh ta. Dạ, mai mốt không có cho bé uống. Mai mốt không cho con uống xăng nữa nha. Mà cậu coi đi lắm lúc là đi dọc đường. Ta thấy nó tội nghiệp mà có tiền á, mua bánh ăn đi mua xăng uống. Chai xăng này là của cậu chú. Của chú là đỡ vô xe chạy. Chai xăng không có được uống, hiểu không? Xỉnh xăng. Xỉnh rồi đó. Cái đó là xỉnh rồi đó, đúng không cô? Xỉnh dạ, đó là xỉnh rồi. Nhưng mà mình uống như vậy là mình chưa từ đó giờ vẫn sống như vậy hoài luôn mà không có bị cái gì hết, đúng không cô? Dạ. Còn cái hôm ba con gặp con cô đó, cháu nhà đó là chị bán cháu đó là chị bà con bằng gì? Dạ. Cái giả đây nó chung dòng họ không à. Còn có hai đứa chị em mà nhỏ em nó chết bỏ cô. Vậy hả? Đứa em ba mấy tuổi chết rồi. Rồi cô là cộng hết trơn là bao nhiêu người con? Bốn người con chết hả? Đứa còn ba đứa. À, chết đứa là đứa đó bao nhiêu tuổi chết? Cái là 16 tuổi vậy tôi hỏi. Nhưng mà chết là 16 hả cô? Ừ. Chết là 5 tuổi. Chết hồi 5 tuổi. Bị cái gì mà té nước? Té nước à? Đi cô đi chậm lúa thì lại nè nó đi chơi không biết lọ cầu không biết lọ nước á. Dạ. Chìm người bé đó giờ chôn ở đâu cô? Bé đó chôn ngoài hè hải. Dạ, bé đó cho ngoài hè ha. Ngoài hè chính nó đã đó. Tại chân mày rồi sao chiều nay không có xăng rồi sao? Hả? Chiều nay không có xăng rồi sao? Không có. Chúc nó đi kiếm nữa giờ nè. Không có cho đi kiếm, bắt con ở nhà luôn nha. Tính mua gì xếp đó. Đúng rồi. Lại cái giò. Từ đêm tới là con không có uống xăng nữa nha. Nghe không? Dạ. Chịu nổi không? Không. Sao không? Cắn tay rồi. Bây giờ đây tới chiều là không có xăng nữa, không có đi kiếm bắt con ở nhà luôn. Mua dây xích cho chói con lại luôn đó. Không ai con đi thêm mấy chú này ha. Đi không? Không. Không à? Theo mấy chú cho uống cà phê, không có cho uống xăng. Uống cà phê sữa. Bà con chút đi uống cà phê không? Đi uống với mấy chú nè. Cái gì? Chú vô tới nhà mình, chú thương con mà. Chú Hương thì chú mới vô, không có Hương thì chú đâu có vô đâu. Nghe chú nói không? Xính xăng cũng mở mắt nổi con coi. Này nó giống như nghiện hít, giống như hít cái mùi xăng lên nó bị phê luôn á ta. Xăng phê chứ. Hồi nãy cậu đem cây xăng lại mình giữ á, tính nó cho ta đó. Cho á ha, tính đâu cho hả cô? Dạ. Cũng tội nghiệp bé quá cô chú anh chị. Cắn mẹ luôn hả? Không có giờ nãy do là mẹ lấy chai xăng lại giờ là cắn luôn. Em lấy chai xăng nó cắn.
lên cơn nghiện rồi không có. Dạ. Đáng để ăn giờ tính không? Hồi trước giờ có bao lần bao giờ như vậy chưa chị? Không á, lần này đó cậu. Ủa sao giờ ngồi cắn là gì? Không, cái này không có cho uống nữa, mua dây xích luôn hả cô? Ừ. Mua luôn không? Thôi đừng không em. Tội gì. Cô có cậu dây xích kìa, tôi có xích hai giò anh lại. Dạ. Mắc cỡ người ta chết rồi trời. Nó xe xăng rồi đó cô ơi. Xe gan uống rượu luôn rồi phải không? Cô đổ hồi nãy nha. Cậu kêu cô đổ xe xăng rồi. Dạ đổ đi. Dục đi dục. Đó, từ đây tới là không có cho con uống xăng nữa nhau. Dạ. Con đi uống cà phê không? Đi uống với chú nè. Không. Vậy chứ con muốn cái gì? Không uống gì. Chỉ uống nước à. Uống nước, không lấy nước cho con uống, con ghiền con lấy nước uống đi. Không uống xăng nữa nha. Chịu không? Chịu không? Chịu dạ. Nói không? Uống nước hay uống xăng nha. Bắt đầu không chịu. Bắt đầu là không chịu rồi phải không cô? Dạ.